Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 304. Bài này nằm trong khóa vô cơ cơ bản 11, phần phản ứng trao đổi ion trong dung dịch. Điều bài này mà thầy muốn nhấn mạnh ở đây các em dễ bị sai lầm. Đó là khi người ta trộn ba cái axit này với thể tích bằng nhau, sau đó người ta mới lấy 300 ml thì nhiều em tính số mol nó bị sai. Nhớ hộ thầy là sau khi mà trộn được 300 thì mỗi dung dịch axit này của thầy chỉ được lấy 100 thôi. Và cái nồng độ này chỉ đúng với 100 ml mà thôi. Khi đó số mol của thầy tính ra phải nhân với 100 tân nhân với 0,1 thì HCl bằng 0,03, H2O4 0,02 và H3P4 là 0,01. Từ đó suy ra tổng H cộng sẽ bằng 0,1. Đó, nếu bạn nào mà lấy nhân 0,3 là các bạn bị sai. Tương tự với bazơ thầy tìm ra OH trừ bằng 0,5 V mol. Việc của thầy là cần tìm ra V. Phản ứng này là phản ứng trung hòa vừa đủ, vì thế thầy có H cộng bằng OH trừ. Kết quả thầy có là 0,5 V bằng 0,1 và V bằng 0,2 lít, đổi ra bằng 200 ml. Ok.